Mới ha, thấy lạ. Quý phiên đi vậy? Phiên quý phiên kỷ điểm đồ chơi. Mưa nha. Mày kéo. Thank you.
đâu. Mắc cắn cái gì? Rồi. Cái đó cũng ở gần ở dưới chứ, chứ đâu phải ở xa đâu mà bình thường có gì đâu. Chạy như vậy. Con Vinh hỏi là đặt kìa. Cái chị ở dưới ở trên chợ nè, chị hỏi. Dạ hết rồi. Hết rồi, nó cắn hết rồi đó không? Cái đang đâu có. Cái đang nào giờ có. Đâu. Thấy đủ rồi. Còn ai không?